Hello, xin mến chào tất cả bác nhá. Thì theo cái nhu cầu của anh em thì hôm nay em sẽ giải quyết một số thắc mắc cho anh em cùng xem kênh của bên em anh em nhé. Nhiều anh em thì muốn hỏi bên em là trong hai cục đẩy công suất như này thì anh em nên chọn cục đẩy nào để mà chơi súp và cục đẩy nào thì chuyên chơi full anh em nhé. Cục đẩy nào chuyên chơi full súp và cục đẩy nào chuyên chơi full. Thì như các bác đã biết thì với hai dòng cục đẩy này đều là những cái dòng cục đẩy công suất rất là lớn. Đơn cử ở đây là một con MA1300. Đó, con này 1300W. Đó, con này 3600, con này 1600W trên một kênh. Và hai con này đều là những cái cục đẩy công suất rất là lớn này em nhé. Và ngoài ra thì có rất nhiều các cục đẩy khác. Đó, và anh em có cái thắc mắc là có nên sử dụng cái cục đẩy 4 kênh để đánh súp hay không? Đấy, hay là dùng cục đẩy 2 kênh đánh súp. Đấy, cục đẩy 2 kênh thì có đánh full được không? Và cục đẩy 2 kênh thì đánh súp nó ok không hay là như nào? Thì ngày nay sẽ giải quyết thắc mắc cho anh em. Thì cái câu hỏi mà cục đẩy nào đánh súp hay, cục đẩy nào đánh full hay thì rất nhiều anh em hỏi. À, thì đơn cử thì như em nói MA1300 hoặc là 3600XS. Tiếp theo đơn cử nữa là con 4150 4 kênh anh em nhé. Đó. Hoặc là con 7409 đó, hoặc là 9004. Đó, anh em luôn hỏi là dùng cục đẩy nào đánh ok, đánh súp ok và đánh full ok. Thì em sẽ ăn nói đi sâu vào hai cục đẩy này anh em nhé. Ở đây là có MA1300 và 3600XS. Cục đẩy 1300 thì anh em có thể thấy là nó 4 kênh đúng không ạ? Mỗi một kênh lên tới 1300W. Và cục đẩy 3600 thì chỉ có 2 kênh thôi. Mỗi kênh của nó chỉ có là 1600W thôi. Thì cục đẩy nào thì sẽ đánh súp hay và cục đẩy nào sẽ đánh full hay? Thì theo cái kinh nghiệm của em thì anh em nếu mà anh em đánh full và đánh súp thì anh em nên, nếu mà anh em có điều kiện, đây là nếu mà anh em có điều kiện anh em nhé, thì anh em sẽ đánh riêng ra. Có nghĩa là một cục đẩy sẽ đánh súp và một cục đẩy chuyên đánh full. Anh em nhé, một cục đẩy chuyên đánh súp và một cục đẩy chuyên đánh full. Tại sao lại phân là như vậy? Thì với những cái cục chuyên súp thì bắt buộc là nó, như anh em cũng đã biết là súp nó rất ăn dòng. Ví dụ như đây cả súp kép này, súp đơn này, nó rất là ăn dòng anh em nhé. Nó cực kỳ là ăn dòng. Nên anh em phải chọn cục đẩy công suất nó có dòng rất là cao, anh em đánh thì nó sẽ không bị lỗi cục đẩy hoặc là nó không bị chết cục đẩy. Đó. Thì với những cái súp như này nó ăn dòng cực kỳ lớn, bắt buộc anh em phải dùng những cục đẩy mà nó dòng lớn là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là tản nhiệt tốt anh em nhé, tản nhiệt tốt. Đã dòng đã lớn rồi, bắt buộc thêm nữa là tản nhiệt phải tốt nữa. Đấy. Thì để đánh súp anh em nên lựa chọn cục đẩy 2 kênh anh em nhé. Nên lựa chọn cục đẩy 2 kênh. Đó. Vì tại sao? Đầu tiên là cái sức chịu đựng sò nó rất là nhiều sò nó gánh. Cái thứ hai là cái biến áp của nó có thể chịu được dòng lớn anh em nhé. Tụ nó cũng rất là lớn. Đấy, nó có thể chịu được cái áp lực rất là lớn từ dòng anh em nhé. Dòng nó kéo dòng rất lớn thì anh em dùng cục đẩy 2 kênh thì cái dòng của nó đảm bảo anh em nhé. Và tiếp theo là cái tản nhiệt. Đấy, tản nhiệt của nó khá là dày dẫn và to, quạt nó cũng rất là to. Đấy, nó tản nhiệt cực kỳ tốt anh em nhé, và thiết kế mạch của nó rất là to, nó không phải nhồi nhét quá nhiều linh kiện vào mạch anh em nhé. Thì đến lúc đấy thì anh em sử dụng nó thoải mái hơn anh em nhé. Còn với cục đẩy 4 kênh thì con MA1300 này thì em vẫn khuyến cáo anh em là anh em chỉ đánh full thôi anh em nhé. Nếu mà tận dụng thì anh em có thể chơi súp, nhưng mà khuyến cáo anh em là anh em nên đánh full. Vì tại sao? Với cái công suất là 1300W như thế này thì như anh em cũng đã thấy cái biến áp 1300 thì nó cũng nhỉnh hơn cái biến áp của con 2 kênh này một chút thôi, nó nhỉnh hơn một chút thôi chứ nó không nhỉnh hơn nhiều đâu anh em nhé, nhỉnh hơn một chút thôi. Thì anh em có thể thấy là với cái biến áp này nó nhỉnh hơn một chút nhưng mà nó nuôi cho 4 kênh. Thì cái dòng của nó ra nó sẽ không thể nào lớn được như cái dòng của cái bên này anh nhé, không thể lớn được bằng cái dòng của bên này. Anh em có thể thấy là cái dòng này thì nó chắc chắn là nó sẽ không lớn này. Cái thứ hai là rất nhiều linh kiện nó thiết kế vào trên một cái bảng mạch,
thì nó sẽ tản nhiệt, nó sẽ kém hơn cái cục đẩy hai kênh này, tản nhiệt kém hơn cái cục đẩy hai kênh. Thì anh em có thể thấy là nếu mà tản nhiệt kém hơn thì cái hiệu suất làm việc thì chắc chắn là nó sẽ cũng không bằng cái cục đẩy hai kênh này được. Nên anh em lưu ý nhé, nếu mà anh em có điều kiện anh em sẽ phân cho em là một cục đẩy đánh full và một cục đẩy đánh súp. À, còn đâu nếu mà anh em đánh súp nhỏ, ví dụ súp đơn, à, súp đơn hoặc là những cái súp coi 100 thôi, đấy, thì anh em có thể dùng cục đẩy MA1003 này chơi được anh em nhé, có thể dùng tận dụng chơi được. Còn những cái súp lớn, coi lớn như coi 125 thì bắt buộc anh em phải chơi những cục đẩy hai kênh này chỉ để chuyên trị súp. Còn đâu với những cục đẩy coi à, với những loa kể cả súp kép coi 100 thì anh em vẫn có thể dùng MA1003 được vì nó vẫn phù hợp, nhưng mà với những đôi loa vừa phải thôi anh em nhé, không phải những đôi loa to quá, coi nó lớn quá anh em nhé. Đấy, thì như anh em cũng có thể thấy á, cùng một cái đấy, nó nhỉnh hơn biến áp một chút thôi thì nó đã bắt buộc nó phải đưa ra cái dòng lớn, thì đầu tiên cái biến áp nó đã không chịu được tải rồi. Rồi các linh kiện nó nhiều, nó cũng sẽ không chịu được tải nhiều với cái áp lực lớn như cái con cục đẩy hai kênh này anh em nhé. Và tiếp theo là cái sò. Sò của con này là con sử dụng NJW, thì cái sò này thì nó thường là nó chuyên về đánh full hơn anh em nhé, chuyên về chơi full hơn. Đấy, chuyên về chơi full vì cái sò này tiếng nó sáng, nó chịu áp cũng khá cao, cái sò này chịu áp khá cao nhưng mà nó thiên về tiếng sáng. Thì với cái tiếng sáng thì đánh full thì nó hay anh em nhé, thì đánh súp thì nó thiếu lực, thì bắt buộc là anh em muốn mà tiếng lực thì bắt buộc anh em phải dùng những cái cục đẩy như này. Cục đẩy này nó rất là khỏe, nó có cả phét cả bù áp luôn cho anh em, phét bù áp. Và những cái sò của nó là sò rất là khủng, nó là sò tô Toshiba. Đấy, thì nó tiếng nó cho cái tiếng súp nó sẽ xuống sâu. Và những sò NJ này anh em thì có thể thấy là bản chất của sò NJ là chịu áp cao hơn là sò Toshiba, nhưng mà cái sò này nó thiên về cái tiếng nó sáng, nó linh hoạt trong cái giải tần anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy với cái cộng tác như vậy thì anh em có thể rút ra một cái kết luận là nếu mà anh em chơi full thì anh em có thể chơi cục đẩy 4 kênh. Đấy. Còn đâu nếu mà tận dụng, anh em tận dụng đánh những cái súp nhỏ, súp coi nhỏ, tức là coi 75 hoặc là coi 100 thì anh em tận dụng được con 4 kênh này có thể chơi được anh em nhé. Đấy. Còn đâu nếu mà anh em đã chơi súp lớn, đã chơi chuyên nghiệp, chơi lớn thì bắt buộc anh em phải chơi những cục đẩy chuyên đánh súp riêng anh em nhé, chuyên đánh súp riêng và chuyên đó, chuyên đánh súp riêng và chuyên những cái dòng mà nó chịu được dòng lớn như này anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo, tuy là nó nặng một tí nhưng mà nó bền bỉ, nó ra cái âm thanh, cái chất lượng âm thanh nó tốt. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái cục đẩy 3006 này chuyên súp anh em nhé. Và nếu mà cục đẩy 3006 này anh em hỏi là có chơi full được không thì khẳng định với anh em là có chơi full được anh em nhé. Vì tại sao? Nó sử dụng phét MOSFET này, nó cho cái tiếng của nó cũng rất là hay. MOSFET để mà bù áp, để mà kích thì nó cho ra cái tiếng cũng khá là hay. Nó ra đủ giải anh em nhé, ra đủ giải. Đó. Còn đâu anh em hỏi là cục đẩy MA1003 này có chơi súp được không? Thì em nói là rồi, có thể tận dụng chơi súp được nhưng mà khuyến cáo là anh em chơi full thì nó tốt anh em nhé, chơi full thì nó tốt. Đó, và như em nói cái chơi súp của nó, anh em nên chơi những cái súp mà coi 100 thôi, không nên chơi những súp coi lớn. Kể cả như là cục đẩy ở đây, đó là cục đẩy D4150 với công suất của nó là 1500W. Đấy, cục đẩy này rất là VIP, cục đẩy này là 14.500.000 này. Đấy. Đấy, thì cũng em cũng khuyến cáo anh em là anh em chỉ có chơi full thôi. Đấy. Không khuyến cáo anh em chơi súp. Nếu mà chơi súp anh em chỉ chơi súp coi 100 thôi anh em nhé, không chơi coi lớn hơn. Đấy, về kể cả công suất nó cũng lớn nhưng mà cái vấn đề là nó cái dòng thì nó sẽ không chịu được nhiệt như là cái dòng của những cái con cục đẩy nó chuyên súp như này anh em nhé. Đó. Và như anh em đã biết rồi, cục đẩy này với giá 9.500.000 đồng, cục đẩy này là 10 triệu thì thật ra thì nó cũng sẽ là đắt hơn. Đấy, nó hai kênh thôi nhưng mà thật ra thì nó sẽ chuẩn hơn anh em nhé, nó chuẩn hơn về cái phần súp và nó bền bỉ hơn anh em nhé.
Tha là anh em bỏ ra một số tiền nó cao hơn một chút nhưng mà đánh nó bền bỉ, nó an toàn, yên tâm, chơi sâu không bị bể sâu em nhé. Còn hơn là anh em chơi một cục mà anh em cứ cố đánh anh em nhé. Với những cục này thì thật dư, nếu mà đánh sút kép qua 125 là đảm bảo là đi luôn em nhé. Sút kép qua 100 thì còn ok, nhưng sút kép qua 125 là chắc chắn là đi luôn. Đấy, nên anh em đừng cố. Đấy, còn nhiều người người ta bán những cục đẩy như thế này anh em nhé, cũng sò như này mà mạch như này, người ta nói là đánh được kép coi 125 thì thật sự với anh em phải xem lại, là như thế là không đúng sự thật đâu, không chuẩn đâu anh em nhé. Đấy, không đúng sự thật và không chuẩn đâu. Đấy, và khẳng định với anh em là những cục đẩy này chỉ đánh được sút kép coi 100 thôi. Đấy anh em nhé, chứ không để đánh hơn được. Đấy, và sút đơn coi 125 thì ok, sút kép thì chỉ chơi coi 100 đổ xuống thôi anh em nhé, hoặc là full đôi coi 100 hoặc coi 76 thôi anh em nhé. Đấy, nó rất là khỏe, nhưng mà để mà đánh bền bỉ mà an toàn nhất thì anh em nên sử dụng như vậy. Đấy, về kể cả những cục cao cấp như cục D4150 này thì anh em cũng chỉ đánh full đôi hoặc là anh em đánh coi 100 thôi. Đấy, full đôi thôi, vì nó chuyên là cho phần tiếng, phần lời sáng anh em nhé, chuyên full. Đấy, còn đâu đây là nó mới là chuyên súp này. Đấy, thì hôm nay giải quyết cho anh em là cái vấn đề là chọn cục đẩy nào đánh full, chọn cục đẩy nào đánh súp cho hợp lý anh em nhé. Đấy, đơn giản là anh em nhìn cái tụ, những cái tụ nó rất là khủng ở đây, số size 3U và những mạch miếc nó dày dẫn, nó có thể là chịu được cái áp, chịu được cái dòng rất là lớn anh em nhé. Đấy, còn cục đẩy này thì chuyên full thì nó tải nhẹ hơn, nhưng mà tiếng bù lại cái tiếng của nó rất là sáng, rất là sạch, nên lựa chọn anh em nhé. Đã thì hôm nay giải quyết cho anh em như vậy, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. 3.600 giá là 9.500.000 đồng, còn M2.300 giá 10 triệu anh em nhé. Hai cục đẩy này giá chưa gồm phí ship. Anh em nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Anh em xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video. Rồi, cảm ơn tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.